Nghệ sĩ guitar Tommy Emmanuel, người được mệnh danh là huyền thoại sống của làng âm nhạc guitar thế giới, với hai lần được đề cử giải Grammy đã có mặt tại Việt Nam. Ông sẽ dành tặng cho khán giả Hà Nội một đêm diễn đặc biệt vào tối mai 21 tháng 10. Đêm nhạc Tommy Emmanuel 2015 Live in Việt Nam thuộc tour diễn trong tháng 10 của nghệ sĩ Tommy Emmanuel gồm 9 chương trình diễn ra tại Malaysia, Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc và Việt Nam. Tommy sẽ mang đến cho khán giả những màn độc tấu đẳng cấp theo phong cách fingerstyle, thể loại đòi hỏi người chơi khả năng giả lập âm thanh của các loại nhạc cụ khác nhau cùng một lúc chỉ với một cây đàn guitar, tạo cho người nghe cảm giác được thưởng thức cả một dàn nhạc. Tommy Emmanuel là một trong những nghệ sĩ guitar vĩ đại nhất thế giới nhưng chưa từng được đào tạo bài bản. Thậm chí ông từng nói, bây giờ tôi vẫn không biết đọc hay biết viết các bản nhạc ra giấy. Chương trình sẽ diễn ra vào tối mai tại nhà hát Tuổi Trẻ 11 Ngô Thị Nhậm, Hà Nội.